Nè cả nhà, đây là cái máy xông tinh dầu mà xài sóng siêu âm á. Ngọc vừa về, cái này không có cần xài dây điện, không cần xài dây điện, cũng không cần xài nước gì hết, rất là gọn luôn. Lon ơi, nè mình mới khui luôn mọi người. Thì bây giờ nó sẽ ráp như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người nha. Cái này mình ráp rồi nè, mình sẽ vặn ra nè, đó thấy không? Thì ở trong đây mình sẽ bỏ pin vô, đúng rồi, thì pin thì nó sẽ kèm theo trong đó rồi. Thì mọi người cứ bỏ theo cái chiều âm dương nè. Còn cái chai tinh dầu á, mọi người sẽ dặn cái nắp ra, cái nắp đây mình mở cái nắp ra nha. Rồi mình bỏ nó vô cho nó khớp trong cái khớp nè, đó. Xong rồi mình sẽ dặn lại. Dặn lại thì nó sẽ có mấy cái nóc như vậy nè. Đó, thì nóc này là mạnh nhất nè, nóc này là yếu nhất nè. Thì bây giờ thì mình sẽ mở lớn nhất. Thì khi mà các bạn mở thì nó sẽ sáng lên một tí xíu thôi, nó sẽ phun cái sương ra. Thì cái hương của nó hương hoa, mùi thơm rất là tự nhiên, rất là thích, mát mát trong cái lỗ mũi, rất là thích luôn các mọi người. Và nó làm cho cái phòng của mình thơm dễ chịu lắm. Thì sau đó nó phun một đủ một cái hơi của nó thôi thì nó sẽ tự động nó tắt. Và cái nóc này thì 10 phút sau nó sẽ lặp lại, nó phun tiếp. Cái này nó khác với những cái dòng máy khác á, là nó không phải nó phun hoài, tại vì nó không có nước á. Nó chỉ phun một cái lượng hơi vừa đủ để cho nó thơm cái căn phòng của mình dễ chịu thôi. Sau đó là nó sẽ lặp lại sau 10 phút. Còn nếu các bạn dặn mắt nhỏ hơn á, thì nó sẽ thời gian nó sẽ dài hơn. Đó, thì như vậy thì cái không khí trong phòng của mình á, nó sẽ điều tiết cái lượng tinh dầu vừa phải thôi mọi người, vừa đủ thơm thôi. Chứ mà nó phun cứ phun liên tục không có dừng á, thì nó sẽ bị nồng nặc cái mùi quá, sẽ rất là khó chịu. Cho nên là nó sẽ lên đủ cái lượng điều tiết của nó thôi là 10 phút nó sẽ tự động lặp lại. Đó, rất là tiện luôn nha mọi người. Nó rất là thơm, kiểu mát mát trong cái phòng của mình á. Cho nên các bạn lấy cái loại này về á, mà các bạn thấy nó đang sáng á, tự nhiên nó tắt. Các bạn thắc mắc là có thể các bạn không chưa có hiểu được á, thì khi mà mình xài thì mình sẽ biết được. Tại bây giờ nó ra một cái hơi rồi đấy, trong phòng của mình nó thoang thoảng cái mùi đó rất là thơm luôn mọi người. Và 10 phút sau thì nó sẽ lặp lại, nó sáng đèn và nó lên một cái hơi như vậy nữa, rồi nó sẽ tắt và nó lặp lại trong vòng 8 giờ gì đó là nó tự động nó tắt luôn nha mọi người nha. Nó tự động hết luôn, nhiều khi mọi người không có để ý, nhưng mà cái hương trong phòng nó rất là thoải mái, nó rất là thơm, rất là tự nhiên, và khử mùi căn phòng của mình luôn, có cái mùi thơm thơm của hoa đó, rất là thích luôn nha mọi người nha. Mà xài cái này nó gọn, dễ, sợ không có nước, không có sợ đổ gì luôn á mọi người. Nó trong tầm tay gì thôi nè, đó mình cầm đi đâu cũng được, di chuyển đi đâu cũng được, rất là tiện. Không có điện gì hết, đi đâu đi lên xe cũng được, đi du lịch cũng được, rồi đi ra phòng khách vô phòng ngủ gì cũng được, rất là thơm luôn á mọi người. Rất là đáng mua luôn nha mọi người nha. Đây, rất gọn lắm. Rồi, chào các bạn nha.